Chào tất cả mọi người, xin chào. Xin chào. Cả nhà ơi, ngày hôm nay thì em và chồng đi lên trên sân bay để đón bố em sang Hàn. Hôm nay thì bố đã xuống sân bay tại Seoul và bây giờ lên để đón bố về. Buổi sáng thì phải dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị và bây giờ đi lên sân bay. Từ nhà em đến sân bay phải mất 3 tiếng đồng hồ. Vì vậy phải dậy sớm này, phải chuẩn bị là đưa con sang bên nhà bà nội gửi, xong bắt đầu bây giờ mới đi. Mỗi lần đổ xăng là mất khoảng 80.000 won, tương đương với khoảng 1.600.000 Việt Nam đồng, và nếu mà đi trong nội thành phố thì là được khoảng 1 tuần, còn nếu mà đi cao tốc như thế này, đi một lần đi một lần về là hết. Nhà em thì đã đi được khoảng 1 tiếng rồi, trời bây giờ vẫn đang lờ mờ tối. Ngày hôm nay trời mưa nên là chồng em lái xe thì cũng hơi mệt một chút và đi chậm, nên là bây giờ bố đã ra ngoài và phải ngồi đợi. Cả nhà ơi, bây giờ 6:40 rồi, đang đi thì tắc đường đây, trời mưa nữa. Và ở Seoul thì cũng giống như ở Hà Nội, là một cái thành phố lớn, người ta đi làm rất là sớm và thời gian tắc đường rất là dài. Nếu mà đi vào cái giờ cao điểm ấy, có thể tắc đến nỗi mà 1 km đi cũng phải mất tầm 30 phút. Ở đây thì ấm cho nên là một số hoa mùa mùa xuân đã nở rồi đây. Trời ơi đấy, ua, các đường dài rượt lên bên trên kia. Đấy, mới có 6:30 đã đến Seoul rồi mà còn bị tắc đấy. Đi muộn tí nữa thì tí nữa không nhích được xe nữa cơ. Cái hoa màu vàng rồi đã nở đây, hoa kenari mọi người ạ. Ở Hàn thì hoa này vào mùa xuân nở sẽ rất là nhiều và rất là đẹp. Wow, những con đường hoa màu vàng nở đây mọi người ơi, vàng chóe như thế này. Ở đây thì ấm cho nên là hoa này nở sớm, chứ ở dưới chỗ em thì vẫn chưa nở. Bây giờ gần như là 8 giờ này cả nhà, trời vẫn mưa. Sắp đến sân bay rồi đây. Cũng gần 2 năm rồi chưa có gặp bố. Từ cái đợt về Việt Nam đến bây giờ thì em ở bên Hàn này mang bầu và sinh con. Bố thì cái đợt cưới vợ chồng em thì cũng có qua Hàn được 3 tháng và về. Lần này thì có làm visa cho bố là visa thăm thân và sang Hàn. Mong là bố sẽ ở Hàn được lâu. Cũng hay quá xin ta. Về tiền không cha? Về tiền không cha? Đi thôi. Về tiền không cha? Và đến sân bay người đông như tầm gửi, đông như kiến luôn. Em đang ngồi đợi chồng đi vệ sinh. Chắc là đi đoạn đường dài nên là chồng em đi vệ sinh hơi lâu. Bố em không biết đang ngồi đợi ở đâu đây. Gọi điện thì cũng hơi kém tại vì đông người nên là wifi chậm lắm. Đây mọi người, đến Hàn Quốc thì có thể ra đây đổi tiền. Đây là cây đổi tiền. Đổi từ tiền Trung này, tiền Ấn này, rồi tiền đô này. Có đổi tiền Việt mọi người ạ. Đây, tiền Việt Nam là 4,49. Người rất là đông. Bây giờ thì bố em đang đợi ở cột số 12. Đến đây ngồi thì nó rất là dài và rất là rộng. Chỉ ngồi ở ghế sau đó là nói là gần ở cửa cột số mấy là ra đấy để tìm Đây em thôi. đã đón được bố rồi đây. Bố đi có mệt không Đây, bố? bố đây. Mẹ, mẹ cái gì? Cái đuổi thôi, đi ăn thôi. Đi ăn thôi. Ăn canh bùa. Canh bùa. Canh bùa, canh bùa. Canh bùa, canh bùa nóng. Canh bùa nóng. Yeah. Hành lý, bố hành lý có bị kiểm tra gì không? Hôm qua nó kiểm tra nó soi 20 cái bật lửa lên đấy rồi. Thì nó bảo không không được cầm nhiều, nó cho là một cái. Một cái thôi, bật lửa em cho cầm. Thế hành bật không lửa bố đút ở đâu mà người ta soi được vậy? Còn nó ký gửi mà. Ký gửi mà nó cũng lấy ra. Nó lấy ra đấy. Để mà xếp xăm con. Đúng rồi, xếp xăm con. Bố đây đây, số 13. Đây đây, cửa số 13. Đến cửa số 13 này. Đây. Cửa số 13 xong đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Ui dồi ôi. Lạnh lắm. Bây giờ 3-4 độ. Xe buýt đi chun chơn.
vẫn cho ticketing. Ticketing đây là nơi bán vé, nhưng bây giờ là kiểu bán vé không có người thì sợ không mua được. Phải mua tự động. Mua tự động thì bố em mới biết mua. Cột lên xe buýt là cột 13A gạch ngang 3 này. Nó có cái chữ chun trơn, này là chữ chun trơn đây. Thì đứng đây đợi. Đứng đây đợi. Đứng đây đợi thì có xe buýt. Đây giống như là có cái xe buýt nó đến như thế này. Thì đợi và lên xe giống như người ta đang lên đấy. Người ta cũng xếp hành lý vào cho mình và lên xe. Lên xe vào ghế ngồi. Mọi người ơi, đây toàn người đến lao động đây. Đông lắm. Hôm nay sân bay đến quá là đông. Người ta đến lao động thì gồm có các nước như là Nepal này, Ấn Độ này, Việt Nam này, Trung Quốc rất là nhiều, Thái Lan nữa. Họ đến từng đoàn và một đoàn thì họ sẽ mặc đồng phục giống nhau. Bố em đeo giày còn không đeo cái đằng sau vào. Bố thấy sân bay đây thế nào bố? Bay rộng và sạch. Rộng rãi, sạch sẽ và hiện đại nhỉ? Gần mấy lần Nội Bài ấy. Rộng hơn Nội Bài chắc gấp đôi. Nội Bài cũng là sân bay to đẹp rồi đấy. To nhưng mà không chưa, bên này rộng hơn tí. Đi, bố đi sang này hành lý có bị vấn đề gì không? Hành lý không, đây không vấn đề gì cả, mỗi cái hàng ký gửi thì đấy bố tầm để 20 cái bật nữa đi thì nó soi nó lấy đâu. Bây giờ là đang đi để chỉ cho bố cách mua vé xe buýt, lần sau bố đến thì bố đi xe buýt về nhà thì bọn con đỡ phải đi đón. Bố có đi được không? Đi được. Đi ngon đúng không? Dễ mà. Cứ bảo vạch ra đường nối đấy là mua được vé đón ở cái chỗ rồi đúng không? Vâng. Cái xe nó đỗ ở đấy rồi thì là cứ ra đấy là đứng đợi có chuyến là lên thôi. Không có mai kia mà tí cái chỗ mua vé xe buýt đấy thì mai kia con viết là bán cho tôi cái vé chữ như thế này này. Đúng rồi. Thế là chụp vào máy này là chìa này, nó bán cho cái đấy là xong. Đúng rồi, đúng rồi. Đấy, khỏi về. Vào cái chỗ tí bảo mua vé đâu. Và kéo ấy. Còn nhanh hơn là đợi bọn con đến đón ấy. Ờ. Có xe buýt còn nhanh về hơn. Ôi trời ơi, sáng giờ nó đỗ liên tục ở đấy. Từ nãy giờ đi toàn thấy đổi tiền chứ chả thấy chỗ bán vé. Đây, người đến lao động đấy các bạn, họ mặc đồng phục như thế này. Bây giờ họ đứng họ đợi để đổi tiền tiền nước của họ sang tiền Hàn để dùng ở trong Hàn Quốc. Ở đây thì em thấy tiền nào họ cũng đổi được hết. Ra đi chỗ xe buýt đưa cái chữ ra nó bán vé ra đấy được không? Cái chỗ cột 13 bao giờ ấy? Không, có chỗ có người đâu. Ở cái cột 13 bao giờ không có người. Chỉ có cái cách là có cái là mua vé. Xe ấy, thằng phụ xe lái xe ấy. Không, họ không bán. Phụ xe lái xe họ chỉ có nhận vé và họ lái xe thôi. Chứ không có như Việt Nam. Ở bên này là phải có sẵn vé thì mới lên được. Như Việt Nam thì cứ ra là nít lên như mình. Không phải chỉ nó vào. Chưa ra đâu, chưa ra đâu. Bố phải như Việt Nam mình là cứ lên mua lấy tiền là được. Bên này thì bên này là phải mua vé sẵn thì mới lên xe được, không có vé nó không cho lên. Bên này kiểu làm theo công ty. Có nghĩa là người ta có hệ thống, người ta đỡ phải làm nhiều công đoạn. Bên thu tiền là bên thu thôi, còn bên lái là bên lái thôi. Còn bên lái xe là được trả lương hàng tháng rồi. Đúng rồi. Còn Việt Nam mình là làm được bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Việt Nam mình nó còn chặt chém. À. Còn nó có thu không đủ, thu tăng hết. Hôm nọ bố đi từ nhà mình lên Hà Nội là mất bao tiền? Vẫn 250. 250 đấy gọi là giá bình thường hay là đắt hơn tí? Thì đi từ nấu giờ nó vẫn thế, nó bảo vẫn thế không ạ? Đợt trước còn đi có 150 thôi. Vé bình thường nghĩa là đi từ Hà Nội về nhà mình có 150 thôi. Thì cái hai chuyến trước đi lên muốn làm visa trả 250. Thế là nơi đắt của bố hay sao hay gì? Thế thì bố không... 250 lên lâu rồi đi. À thế à? Từ cuối năm ngoái. À đúng rồi, thế chắc là mới lên giá đấy. Ờ, còn đợt con ở nhà thì 150 thôi. Ừ, đúng rồi, đợt chắc vậy đấy. Bố mày... lên nhà nghỉ xong rồi là bố ở một ngày đúng không? Ừ. Mất 400 nhà nghỉ, 250 tiền xe khách. Ừ, bên này 70.000 tiền nó chở từ nhà nghỉ 70.000 chở từ nhà nghỉ ra khách sạn. Ừ. Thế bố đi vậy bố thấy có khỏe hơn không? Khỏe. Chả mệt tí nào đúng không? Làm tắm 2 lần một ngày. Tắm 2 lần. Ghét. Rình đi ăn cơm. Rình đi ăn cơm. Cơm thì thế nào bố ăn bao tiền suất? Phở 40.000 đấy.
40.000 một suất. 40.000 ăn tự chọn đấy, nhưng mình gấp ít quá, nhưng mà bụng như vậy thì nó bán ấy kiểu này. Bán sợ kiểu là cứ ba cứ 40.000. Ăn nhiều ít 40.000. Đúng rồi. Hôm qua tao và tao ăn tao nhặt thêm một tí nữa đẹp. Ơ bố ngon xong rồi bố nhặt thêm được mà. Đâu nhưng mà no rồi. À no rồi à? Tức là ông cứ ăn. Thế là bắt bài rồi, lần sau là ông ra ăn nhiều nhá. Thế là ngon rồi, thế là bố đi lên này nghỉ ngơi này, xong rồi đi ra sân bay này thoải mái không mệt mỏi này, thế là tốt rồi. Thế mà không vào nhà nghỉ mà đi ban ngày mà đi xe taxi ra thì xe quá mất 2 triệu. Đi taxi thì từ nhà mình lên phải mất hơn 2 triệu. Từ đi Hà Nội ra Nội Bài. À. Thế là bắt xe không chạy ấy. À. Không chạy đến sân bay cho đấy. Làm xe không chạy sân bay cho chỗ mà chết tiền từ Hà Nội. Nước từ trong nội thành Hà Nội mà ra đến Nội Bài nó mất thêm 250 đấy. Hoặc 300 đấy. À. 300 là 550. Tóm lại là người ta lên thì người ta lên luôn sân bay chứ không có ai đi vào trong Hà Nội đâu á. Đi nào. Cách mua vé xe buýt thì đi ra bên ngoài. Đây ra bên ngoài này, xong rồi đi đến cái trạm bán vé có người ta bán ấy thì mình mua là được. Đây có xe buýt họ đỗ như thế này đây. Này. Vâng đúng rồi đấy. Đã, đúng rồi. À? Đúng rồi. À. Bố cầm cái tờ này đến chỗ bán vé. Xong rồi chỉ cho nó bảo mua vé đến cái địa chỉ này. Thế là người ta bán cách bán. Đó cái 저기 끝에도 있고 그러니까 사람 있는데 앞에 가지고 đi lại cột 13 đấy. Vâng. Không phải chỉ có mỗi cột này bán đâu, có nghĩa là bố cứ đi ra ngoài thì bố thấy cái trạm nào bán vé mà có người bán là bố mua ở trạm nào cũng được. Bút kia. Vâng. Bút tích kia kìa. Vâng. Này. Tóm lại kia bán vé kia gì? Vâng. Tóm lại là ở bên ngoài này có những cái nhà như thế này, có nghĩa là nhà bán vé. Đây là trạm bán vé, mọi người cầm địa chỉ xong rồi ra đây. Đến đây chỗ có người thì là mình đưa tiền mình mua vé, còn chỗ nào mà không có người thì những người nào biết sử dụng tiếng Hàn ấy thì có thể tự mua ở trên cây tự động được. Bây giờ đi về nhà thôi, thời tiết nắng đẹp quá. Ôi thời tiết đẹp quá. Bố đến một cái là hết mưa, nắng đẹp. Bố ăn cơm cuộn thấy thế nào bố? Muộn này hết một cái. Đói rồi. Đói ăn hết hẳn một. No vừa luôn. Có nước hay bố lấy nước uống? Ăn tạm đi rồi, chốc nữa về đến nhà mình đi ăn cơm nóng. Đi ăn cơm với canh nóng. Bây giờ bố mệt thì bố ngủ một giấc nhá. Bố ấn vào cái nút đỏ ấy là nó có cái mở đó. Đấy. Thì là bố uống nước ấm đấy. Đúng rồi, cẩn thận nó xô đấy. Ui, tuyệt vời. Thế nào bố? Ấm. Ăn cơm xong uống nước ấm vậy là cũng chống chọi được đến lúc về nhà. Thế này chạy này 2 tiếng hả? 2 tiếng rưỡi, gần 3 tiếng. Tắc đường thì có mà đến 3 tiếng đồng hồ. Cả nhà ở đây là bãi cát. Chắc là mãi chốc nước lên nó ngập đấy hả? Vâng, nước lên thì nó ngập lên, còn bây giờ nó xuống là không có tí nước nào luôn. Chỗ này mà người ta cứ hay quay mấy cái phim đào hầu, đào sò ở ngoài biển của Hàn Quốc ấy. Có. Những bãi hầu, bãi sò mà có là toàn người ta nuôi thôi bố. Ôi giời, trời đẹp, thẳng cánh cò bay. Tha hồ đi về. Sáng mưa. Sáng mưa to. Sáng đi mưa to. Vâng. Giờ tạnh này chứ. Sân bay cái ở máy bay nó tắt mưa bảo. Sao hôm nay bay nó sóc kinh. Tại mưa nó sóc đó. Mưa mây nhiều. Mây nhiều nó sóc. Chồng ơi về cẩn thận nhá. Đi cẩn thận. Bố nhìn thấy khu nhà chung cư kia chưa? Thấy nó san sát, nó nhung nhúc chưa? Phải đến hàng 200 tòa chung cư dính dít nhau ấy. Khi nào Việt Nam mình mà có được cái tầm tòa chung cư vậy thì bố ra chung cư ở nhá. Bố thấy cảnh Hàn Quốc thế nào bố? Hiện giờ nó chưa vẫn đẹp, toàn cây nó chưa mọc lá xanh, chưa có màu xanh nữa. Cây là không thấy lá đâu. Cây thì toàn cành thôi. Toàn cành ấy. Lần đầu tiên bố thấy có nhiều cây không có lá vậy à? Lần đầu tiên. Kiểu như là kiểu chết khô. Kiểu như chết khô ở Việt Nam mà chặt hết rồi đấy. Mai kia là nó mọc xanh luôn đấy. Tháng sau bố ạ.
tháng sau nó mọc lá đẹp lắm. Nó mọc cái lá non lên đẹp lắm. Trông nó lại đẹp. Vâng vâng. Mơn mởn. Vâng, được, mọc nó non thì đi quay video cho bố nhá. Ừ. Nó đấy. Đi chơi một hôm. Đây là lần thứ hai bố đến Hàn Quốc, bố thấy cảm giác thế nào? Nào mặc. Bố thấy háo hức đi kiếm tiền chưa? Mặc áo non. Chiều về đi ra ruộng làm luôn nhỉ? Chiều về làm luôn. À, tối nay mời ông thông gia đi ăn cơm luôn chứ. À.